Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món dưa leo ngâm tương nha cả nhà. Cái này là khoảng 1 kg dưa leo nè. À, bây giờ mình sẽ đi ngâm tương nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi cắt đôi những cái quả dưa leo ra hết nha cả nhà. Những cái dưa leo mình sẽ cắt đôi ra hết luôn. Sau khi mà mình đã cắt đôi rồi đó, bây giờ thì mình sẽ đi lấy hột ra nha cả nhà. Là lấy ruột của cái quả dưa leo ra đó. Tại vì mình ngâm tương á thì mình sẽ không ngâm được cái ruột. Cái ruột mà mình ngâm thì cái dưa leo á, nó cái nước dưa leo nó sẽ bị chua, nó sẽ lên bọt và nó sẽ bị hư. Cho nên là chúng ta phải lấy hết cái ruột của cái dưa leo ra hết. Mình lấy cái muỗng mà nó có cái độ bén nó cái bình cạo nó ra nè, rồi rất là dễ dàng. Tại vì cái ruột dưa leo á nó rất là mềm. Mình cạo là nó ra liền à, nó rất là dễ lấy ra. Mình lấy sạch ra hết luôn nha cả nhà, không để chừa lại một cái xíu nào hết, tại vì mình chừa lại thì nó sẽ bị nổi bọt á, nó sẽ bị hư. Sau khi mà mình đã lấy ruột ra cho nó sạch sẽ rồi nè cả nhà, mình lấy sạch sẽ ra hết rồi á, thì mình sẽ đi rửa qua nước sạch một lần nữa cho cái ruột nó sạch lại một lần nữa nha. Rồi sau khi mà mình lấy ruột ra, mình sẽ cắt theo cái miếng mình vừa ăn nha cả nhà. Mình cũng có thể là để nguyên miếng cũng được, hoặc là mình cắt ra cái miếng này vừa ăn á, khi mà mình ướp á, mình ăn nó cũng rất là dễ. Mình muốn cắt như thế nào cũng được mà mình cảm thấy mình vừa ăn là được rồi ha cả nhà. Sau khi mà mình đã thái ra thành những cái miếng vừa ăn rồi nè cả nhà, thì mình sẽ đi ướp qua một muỗng ăn cơm của muối nha cả nhà. 1 kg dưa leo thì mình ướp khoảng một muỗng ăn cơm muối là được rồi. Mình rải nhiều quá thì nó rất là mặn, cho nên mình xóc đều lên cho cái muối nó thấm với cái dưa leo đó. Mình xóc đều lên cho nó thấm. Rồi mình bóp bóp cho nó dịu xuống, cho cái dưa leo nó thấm đều, nó dịu cái vỏ dưa leo lại. Khi nào mình bóp mà nó dịu dịu lại, nó không có còn gãy á, đó là được rồi đó cả nhà. Không có giòn, không có gãy nữa. Rồi sau khi mà mình đã bóp lại nó dịu rồi đó, bây giờ mình sẽ đi phơi nắng nha cả nhà. Tùy theo mình muốn phơi như thế nào cũng được, khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng cũng được. Ở đây thì mình sẽ phơi 1 tiếng cả nhà. Sau khi mà mình đã phơi được 1 tiếng rồi đó, thì mình sẽ đi đem vào nha cả nhà. Đó mình bóp cho cả nhà xem đó, thì nó rất là dẻo. Đó, cả nhà thấy không, mình bóp thử cho cả nhà đó, cái miếng dưa leo nó rất là dẻo. Khi mà nó dẻo thì mình ướp đó thì nó rất là ngon. Đây là con gái của mình nè cả nhà, nhờ nó lột tỏi giùm mình đó.
Thì 1 kg dưa leo thì mình sẽ vừa sử dụng 2 củ tỏi nha cả nhà. Đó, dưa leo mà mình phơi xong rồi đâu giờ mình sẽ cho vào một cái thố thủy tinh nha cả nhà. Để ngâm tương thì mình chuẩn bị là 3 quả ớt và 2 củ tỏi. 2 củ tỏi này thì mình đã nhờ con gái lọc sẵn ra rồi nè cả nhà. Đó, dưa leo 1 kg nó chỉ còn lại nhiêu đó thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước tương nha cả nhà. Thì mình sẽ sử dụng là một chén giấm nè, giấm nuôi đó, nhà mình nuôi đó cả nhà. Hôm mình có hướng dẫn cả nhà cách nuôi giấm nuôi rồi đó. Thì sử dụng 1 chén giấm nuôi nè, 1 chén nước tương và 1 chén đường tỷ lệ 1:1 nha cả nhà. Giờ mình sẽ đi bào tỏi nha. Tỏi thì mình có thể bằm nhuyễn hoặc là mình bào ra từng lát như thế này cũng được. Mình bào từng lát như thế này á, thì mình ăn kèm với cái dưa leo á, thì cái tỏi nó cũng rất là giòn và nó thấm với cái nước tương, ăn cũng ngon lắm cả nhà. Ớt thì mình cũng có thể mình bằm nhuyễn hoặc là mình sắt ra miếng vừa ăn. Ớt này thì nó cũng hơi bị cay đó cả nhà, tại vì con mình nó ăn cay được cho nên mình làm ớt nhiều, còn cả nhà thì tùy theo khẩu vị của gia đình nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nước tương nha cả nhà. Nước tương thì nãy mình cũng đã nói rồi, thì tỷ lệ 1:1 như là 1 chén giấm, 1 chén nước tương và 1 chén đường. Nước tương thì mình nấu sôi lên nha cả nhà, rồi mình sẽ pha nhẹ nhẹ ra để cho cái đường mà nó đóng ở dưới đáy đó nó không có bị khét. Đó, mình nấu sôi lại khoảng nửa tiếng nha, kỳ nào cái nước tương mình có đậu sánh sền sệt lại á thì mình hãy tắt bếp nha cả nhà. Nước tương á thì mình nấu á, cho nó sôi lên rồi mình để nguội qua một bên nha cả nhà, chứ mình đừng có pha nó nóng quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp nha. Bây giờ là mình sẽ cho tỏi bào vào nè, dưa leo nè, rồi ớt bột này thì nó không có cay, nó chỉ là màu thôi. Rồi ớt cay xi nãy mình đã sắt nè, còn nước tương á, thì mình nấu mình cũng đã để nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho vào luôn. Đó, mình chế từ từ vào thôi để cho nó có cái độ xâm xấp, rồi xong á thì mình hãy chế tiếp nữa. Món dưa leo nước tương này á, thì chai mặn đều ăn được, nó rất là ngon. Đó, mình đè đè nó xuống để cho nó thấm đều với cái nước tương nha cả nhà. Rồi cái món dưa ngâm nước tương này thì cũng đã xong. Bây giờ thì cái mình cũng đã ngâm qua một đêm rồi nè cả nhà. Đó, mình ngâm qua một đêm thì cái dưa leo nó cũng đã thấm với nước tương rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy nó có ngon đó, nó thấm nó dịu xuống á, như rất là giòn. Cái nước này á, mọi cả nhà có thể là để lại để mình nấu cho nó kẹo là một lần nữa, thì mình có thể là dùng để mà mình ăn cơm cũng được á cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem nha, cái món dưa leo ngâm nước tương của mình đến đây cũng đã hoàn thành rồi. Xin cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình.